Thưa quý vị, nhu cầu tiêm chủng các loại vaccine theo chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay là rất lớn. Tuy nhiên, tại Đà Nẵng, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, nguồn cung vaccine hiện vẫn đang thiếu, cần sớm tháo gỡ để đảm bảo tiêm chủng cho trẻ. Cũng như nhiều phụ huynh có con nhỏ khác, từ khi bé được sinh ra, chị Trang thường xuyên đưa con đến trạm y tế phường Mỹ An để tiêm chủng theo lịch nhằm đảm bảo phòng bệnh cho trẻ. Từ khi sinh ra, con tôi đã được chích vaccine ở phường. Nó rất thuận tiện và thuận lợi cho con tôi và an toàn. Sau thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêm chủng các loại vaccine cho trẻ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, do những điều chỉnh chính sách mua vaccine của Bộ Y tế, nên hiện nay tại Đà Nẵng, một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng sắp hết, không đáp ứng được nhu cầu tiêm chủng cho trẻ. Hiện hai loại vaccine phổ biến cần thiết trong hoạt động tiêm chủng mở rộng là vaccine 5-trong-1, SEE và DPT đã hết. Các loại khác chỉ còn số lượng ít, dao động từ 2.500 cho đến 7.000 liều. Thì số trẻ mà được tiêm SEE mũi 1 hoặc là mũi 2 thì họ đến thì sẽ không có, chúng tôi sẽ bị hoãn lại. Thì trong thời gian sắp tới như của đợt 1, đợt 2 của tháng 6 thì chúng tôi chưa biết là có hay không. Chủ động làm một kế hoạch để báo cáo với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về cái nhu cầu vaccine tiêm trong thực hiện trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng của năm 2023 và nhu cầu cho 6 tháng đầu năm 2024 để thành phố có cái kế hoạch chủ động trong cái việc mua sắm và bù những cái loại vaccine còn thiếu, và đồng thời thì chúng tôi cũng đã cùng phối hợp với các địa phương, các quận huyện là xác định lại cái nhu cầu thực sự của thành phố Đà Nẵng và báo cáo với Bộ Y tế để tăng thêm cái nguồn xin được bổ sung từ Trung ương. Đà Nẵng là địa phương có di biến động dân cư lớn, số lượng người từ các tỉnh thành khác về thành phố Đà Nẵng sinh sống, làm việc nhiều. Việc sử dụng ngân sách thành phố để chi trả cho các đối tượng được tiêm chủng từ các tỉnh thành phố khác khi thực hiện tiêm chủng tại địa phương, hiện tại chưa có hướng dẫn cụ thể. Mặt khác, việc di biến động không ổn định, nên việc lập dự trù cũng rất khó khăn và không đảm bảo tính chính xác. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Bộ Y tế là đơn vị chủ trì mua sắm, cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023 nhằm đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả trong hoạt động tiêm chủng cho trẻ.